hải thần ngũ khảo khiêu chiến phong hào đấu la hải long thánh trụ thông qua tiểu vũ trên trán màu đỏ quang mang bắt đầu là phát sáng lên phun ra một màu máu đỏ quang sáng nghiền nát xung nhập vào trong cơ thể của nắng âm thanh quen thuộc mà không có gì mới mẻ lần nữa vang lên khiêu chiến phong hào đấu la đi theo thông qua khen thưởng chất chồng ngay sau đó lạc ấn tạm xoa kích đóng dấu trên trán của đường tam sau khi kim sắc lòng hình năng lượng rót vào lóng lánh khởi lên trên quang mang trái mắt đường tam chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng cảm giác Thương thế lúc trước cùng với Hải lòng đấu là chiến đấu mang đến trong nháy mắt khỏi hắn. Hồn lưng cũng khôi phục lại tới trạng thái tốt nhất, âm thanh uy nghiêm hùng hậu vang lên, đại ngũ khảo khiêu chiến phong hào đấu la toàn bộ khảo hoạch thông qua bởi vì ở trong quá trình khiêu chiến tồn tại tình huống mưu lợi thế cho nên không thể nào được toàn bộ thất thánh chu thủ hộ đấu la đồng ý bởi vậy khen thưởng hạ thấp chỉ có thể đạt được khen thưởng chính hai thân thân hòa độ thêm vào năm khảo hoạch hoàn thành thời gian 11 một canh giờ không tới một phần ba tổng thời gian khen thưởng nhân ba hai thân thân hòa độ gia tăng 15%, tổng thân hòa độ năm mươi bởi vì mưu lợi đạt được khổng lồ khen thưởng đại lục khảo xuất hiện biến hóa khó khăn gia tăng giữa không trung hoàn toàn mất đi thất thánh trụ bắn già kim quáng duy trì kim sắc quầng sáng hóa thân thành một đạo kiểm sắc cột sáng từ trên trời sáng xuống bao phủ lên thân thể của đường tam cảm giác ấm áp từ bốn phương tam hướng truyền đến như tơ như lũ từ tứ chi bách hải dũng mãnh vào trong cơ thể giống như hải thần thần hỏa độ tiềm ẩn đi không nhận thức được thay đổi gì Đường Tam chính mình cũng không có ý nghĩ đến, tại mấy miêu lợi phương thức thông qua để ngũ khảo, chính mình dĩ nhiên còn có thể đạt được 15% hải thần thân hòa độ khen thưởng, trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên vui mừng. Hắn minh bạch cảm giác được, chỗ cái chán hải thần tam sở kích đóng dấu lúc này đã trở lên trên nóng bỏng hẳn lên, một loại năng lượng thần bí bà đóng tại trong cơ thể lan tràn, trước bởi vì đệ ngũ hồn hoàn tiến hóa mà ngũ khối hồn cốt lần nữa nóng lên, đường Tam tưởng rằng thông qua tinh thần lực lượng cảm thụ hồn cốt biến hóa rồi lại không có cảm giác đặc thù gì, giống như nó vấy hai thần thần hỏa độ đang tiềm ẩn không nhận thức được thay đổi cái gì mà ở trong mắt của hải long đấu la cùng với tiểu vũ lạc ấn của hải thần tam gió kích trên trán của đường tam lại xuất hiện một ít nhất rất nhỏ biến hóa từ nguyên biến thành màu vàng lợt lạc ấn tam gió kích bản thân còn thêm một ít hòa văn hết sức bởi vì lạc ấn vốn cũng rất nhỏ nếu như không cẩn thận phân biệt thật sự là khó thấy đường hòa văn xuất hiện so sánh với trước kia trơn nhãn lúc này thì lạc ấn hải thần tam gió kích giống như từ trên trán của đường tam hơi nhù ra một ít kim quan thu liễm hết thảy đều khôi phục lại bình thường thần hoa khí đủ làm đường tam cảm giác được phàng phân chính mình cũng muốn tái khiêu chiến một lần với thất thánh trụ đấu la cũng không có vấn đề như trước không khỏi tiềm thức nắm chặt hai đấm trong cơ thể hồn lực một trận ba động mơ hồ lại có tăng lên ngắn ngủi 11 canh giờ công phu trước sau kinh nghiệm thực chiến mặc dù không phải là toàn lực ứng phó chiến đấu nhưng trước sau áp lực do khiêu chiến thất vị phong hào đấu la mang đến vẫn là làm cho hắn lần nữa phát triển khoảng cách 85 cấp hồn lực

Hải long Đấu la hơi hơi hướng về đường tam hành lễ chúc mừng đại nhân thông qua đại ngũ khảo hai thần thân hòa độ vượt qua năm mươi đường tam kinh ngạc nói tiền bối người biết hải thần thân hòa độ phần trăm của ta hài long đố la nói bởi vì lạc ấn biến hóa chỉ có vượt qua năm mươi mới có tình huống này xuất hiện đối với hải thần thân hòa độ ta không thể nào nói thêm cái gì nhưng ta có thể nói cho đại nhân nếu như ngày muốn chính thức cảm nhận được nó ảo diệu như vậy tứ khảo sau cần cố gắng đem nó tăng lên tới trăm trăm chỉ có như vậy ngày mới có thể chính thức hiểu được ý nghĩa của nó. Đa tạ thiên bối nhắc nhở, đúng lúc này vốn thân ở bên bờ mọi người đồng thời ở trên biển mượn lực, leo lên trên hải lòng thánh trụ đài. Mỗi một người đều làm mặt không có chút máu, phang phất như là gặp chuyện gì kinh khủng. Các ngươi làm sao vậy? Đường Tam nghi hoặc nói. Đếm một bạch phè mặt đau khổ nói. Tiểu Tam ngươi nhanh lên nhìn một chút nội dung của đệ lục khảo đi. Trước kia ngươi chưa có hoàn thành khảo hạch. Chúng ta đại lục đề thi cũng không có xuất hiện, nhưng ngay vừa rồi chúng ta đồng thời được đến nhắc nhở để lưu khảo khó khăn gia tăng. Không cần nhìn để ta đến nói cho người nghe. Âm thanh nhu hòa mà cáo quý từ phía sau vang lên, đường tam phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một thân hồng ý thải thần đấu là bà tái tây không biết lúc nào đã đi tới sau lưng của mình. Hai long đấu là cùng kính lùi ở một bên tiền bối ngày khỏe chứ đường tam vội vàng tiến hành hành lễ ba tay tay trên mặt toa xa một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười ta cũng không có nghĩ đến các người diễn nhiên có thể nhanh như vậy đã đi đến một bước này có điều phải tới thì trước sau cũng sẽ tới nói vậy người cũng được nhắc nhở đệ lưu khảo nội dung bởi vì các người tại trong đệ ngũ khảo miều lợi mà gia tăng khó khăn Đường Tam trong lòng căng thẳng, tiên bối đệ ngũ khảo chỉ là một mình ta, cùng với các đồng bọn không quan hệ, gia tăng khó khăn cũng chỉ có thể là một mình ta mới đúng ba tái tây mỉm cười lắc đầu hai thân đại nhân là tuyệt đối công bình áo tu tạp nhất khảo người có thể nói hắn là công bình tiến hành khảo hạch sao cho dù đối mộc bạch ba người bọn họ sau đó nếu như không có người thông qua tinh thần lực lượng dò xét âm thầm nhắc nhở bố cục bọn họ muốn thông qua khảo hạch vừa rồi dễ vậy sao hơn nữa trừ bỏ áo tu tạp xa ba người khác vẫn đều chiếm đường tương đối khen thưởng Đường Tam nghẹn lời, từ cái này góc độ mà xem quả thật, để ngũ khảo tất cả mọi người mưu lợi, trong lòng của hắn đã hiểu được, sợ gì ở phía trước vài khảo cũng không có xuất hiện tại trong khảo hạch mưu lợi hạ thấp khó khăn mà nhắc nhở bọn họ là bởi vì thân mình chính là cùng loại đoàn thể khảo hạch mọi người trợ giúp lẫn nhau sử dụng kỹ xảo đều là trí tuệ thể hiện coi như là khảo hạch một bộ phận mà đại ngũ khảo khảo hạch là cá nhân thực lực ở đây mưu lợi trộn lẫn cùng thực lực của người khác để thông qua khảo hạch mới có thể bị phán định là đầu cơ mưu lợi tiên bối chúng ta đây đệ lục khảo là cái gì đường tam không có đi thẩm tra ba thái tây ngày trước mắt hơn nữa đã nói muốn nói cho nàng xuất phát từ trong việc tôn kính vị tuyệt đỉnh đố la này hắn trực tiếp nói ba tái tây than nhẹ một tiếng vốn là các người đại lục khảo hạch thần là tại trong hải thần thất thánh trụ đấu là liên thủ công kích kiên trì một nén nhang nhưng hiện tại bởi vì khó khăn gia tăng nên đã thay đổi nghe xong ba tái tây những lời này đường tam nhất thời sắc mặt đại biến dưới hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu là công kích kiên trì một nén nhang thời gian đây đã là cực kỳ dị thường khảo hạch phải biết rằng thất thánh trụ phong hào đấu là một mình xuất ra một người đường tam còn có nắm chóc đối phó nhưng mà đối phương nếu như bảy người cùng tiến lên, năng lực bổ sung lẫn nhau, như vậy giống như là sửa lệ khăng thất quái ở cùng một chỗ, thực lực nhất định tăng lên gấp bao nhiêu lần, đừng nói là một nén nhang có thể không kiên trì quá một vòng công kích đều là rất khó nói. Càng thêm quan trọng là sự lấy khắc thất quái chủ Trúc Thanh chỉ là hắc cấp ngũ khảo đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch của nàng, để lục khảo nàng không thể tham gia. Ít đi một người, sự lấy khắc thất quái thực lực giảm lớn, càng không thể nào để dùng ra thất quái trước mắt uy lực lớn nhất vũ hồn dùng hợp ký U Minh Bạch Hố. Ở dưới loại tình huống này, sáu người muốn đứng vững một nén nhang thật sự là khó càng thêm khó khăn. Hải Long đấu la phá mà ở lĩnh vực không có đường tam hai cái lĩnh vực làm cam đoan. Một nén nhang đối với bọn họ mà nói chính là ác mộng. Nhưng mà nghe bà tái tây, đệ lưu khảo khó khăn gia tăng sao còn không chỉ ở đây. So với đồng sự đối mặt với hải thần thất thánh chủ, lúc này khảo nghiệm còn muốn càng khó hơn. Vậy là cái gì? Cái này đệ lưu khảo thật sự có cơ hội thông qua không? Tiền bối chúng ta đây đệ lục khảo đến tột cùng là gì? Đường Tam hỏi rằng những lời này có vẻ rất là gian nan. Hắn giúp cuộc hiểu được tại sao sắc mặt của đồng bọn lại khó coi như vậy. Ba tái tây mỉm cười nói, các ngươi đệ lục khảo vẫn là kiên trì một nén nhàng thời gian. Có điều đối tượng công kích các ngươi không phải là hải lòng bọn họ bảy người, mà là ta lúc đường tam nghe được hải thần đấu la ba tái tây, tây nói ra câu nói kia chỉ cảm thấy thiền phiền địa phúc giống như có vô số năng lượng nổ vàng trong đầu của mình bùng nổ trước mắt hắn cảm giác trống rỗng ngơ ngác đứng ở nơi đó hoàn toàn nói không ra lời đe lưu khảo giám khảo dĩ nhiên cũng từ là hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la đổi thành hải thần đấu la ba tái tây Tiên thức này đối với hắn mà nói rung động hiện tại quá lớn các đồng bọn mặc dù sắc mặt khó coi nhưng mà bọn họ tuy nhiên cũng không sống đường Tam hiểu rõ vị tuyệt đỉnh đấu này. Ba tái tây là ai? Tương là một trong thiên hạ tam đại cường giả mà ở trên hải thần đảo, cho dù là ông cố của mình hoặc là vũ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu đến cũng không thể nào chiến thắng được nàng. Có thể nói trên đảo hải thần, ba tái tây chính là đường kìm đệ nhất nhân của hồn sư giới, là chân chính cường giả nếu sự lấy khăng thất quái lúc này toàn bộ đã tới phong hào đấu la cấp bậc nói không trường đường tám vẫn còn có vài phần tin tưởng với khiêu chiến của nàng cũng ngay lúc đó vốn có đẻ bát hồn hoàn đều cũng chỉ là một mình hắn có một trận chiến này đánh như thế nào đây rất rõ ràng ba tay tây mặc dù chỉ có một người nhưng nàng so với hải thần thất thánh chủ thủ hộ đấu la hợp lại vẫn còn kinh khủng hơn nhiều không khó tưởng tượng khi mà bà tái tây thực lực hoàn toàn bảy xã thì sẽ là cục diện như thế nào đừng nói là chính mình sáu người cho dù là thất thánh trụ thủ hộ đấu la cũng tiến liền cũng như nhau chống chọi không được 99 cấp phong hào đấu la đối với bọn họ mà nói cùng với thần cũng không có gì quá lớn chênh lệch đừng nói là một nén nhang thời gian bọn họ có thể hay không chống chọi được một lần công kích của bà tái tây đều là vấn đề rất lớn sợ rằng nàng chỉ cần tiện tay một kích là có thể đem đối phương mọi người toàn bộ hủy diệt đi rồi một bên hải lòng đấu la lúc này sắc mặt đã trở lên trên cực kỳ cổ quái hắn đồng dạng cũng đã biết rằng hải thần đấu là ba tái tây thực lực dưới sự công kích của hải thần đấu là kiên trì một nén nhang loại khảo hạch này làm sao có khả năng thông qua thay đổi bằng đám người thất thánh chu thủ hộ đấu là có thể có chút cơ hội điều kiện tiền quyết là hải thần đấu là ba tái tây cũng không mượn lấy lực lượng của hải thần điện trên đảo hải thần ba tái tây danh sừng thiên hạ đệ nhất cường giả tuyệt đối không phải là hư danh Tiên bối, đây là sự thật. Tại sao lại cho chúng ta một người cá nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành? Đường Tam trong mắt nộ ra quang lóe lên. Hắn cũng sẽ không lùi bước, nhưng khảo hạch như vậy thật sự là có thể hoàn thành sao? Ba tay tê mỉm cười nói, an tâm một chút chờ nóng nảy lời của ta đã nói xong đâu trong quá trình khảo hạch ta không thể nào sử dụng đại hải cùng với lực lượng thần điện hướng với các người công kích không sử dụng lực lượng lĩnh vực chỉ có thể sử dụng sáu cái hồn kỹ đầu tiên đồng thời chỉ cần các ngươi sáu người trong thời gian tàn một nén nhang chỉ cần còn có thể có một người đứng vững như vậy xem như các người thông qua khảo hạch nhưng mà các người chỉ có một lần cơ hội xét thế tình huống đệ ngũ khảo hạch độ khó giảm xuống thời gian cho các người tu chỉnh chỉ có ba ngày ba ngày sau là lúc tiếp nhận khảo hoạch của ta nghe xong ba tái tê giải thích như vậy đường tam sắc mặt mới khôi phục mấy phần quả thật xác nhận nếu đối mặt toàn lực ứng phó hải thần đấu là bọn họ đương nhiên là không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng có trước mắt hạn chế như vậy bọn họ chưa hẳn là sẽ không có lực lượng đánh một trận, không thể sử dụng 7, 8, 9, ba cái hồn kỹ cũng có nghĩa là bà tái tê không thể nào sử dụng kể cả vũ hồn truyền thấn tam đại hồn kỹ cực mạnh thực lực tự nhiên muốn giảm xuống nhiều không lợi dụng đại hải của mỗi lực lượng của hải thần điện, không thể nghi ngờ đã trở thành ức chế rất lớn tối trọng yếu nhất là hai trận đấu là vẫn không được sử dụng lĩnh vực của nàng. Đường Tam tâm niệm thay đổi nhiều chớp, suy nghĩ rất nhanh, lúc này hắn phía sau là đứa mộc bạch hướng về bà Tài Tây nói. Tiên bối khảo hoạch kia ba ngày sau, Trúc Thanh có thể cùng chúng ta đồng thời chiến đấu hay không? Ba Tài Tê lạnh nhạt cười, có thể nhưng mà hạn chế lúc trước tất cả đối với ta toàn bộ hủy bỏ, các người tự quyết định đi. Ấy, chuyện đó hay là quên đi. Không cần tính cũng biết, thêm một chủ trúc thánh cho dù là tính trên U Minh Bạch Hổ, cũng tuyệt đối không cách nào so sánh cùng với hải thần đố là bị suy yếu năng lực. Đường Tam chậm ngầm nói, tiên bối ta còn có một cái thỉnh cầu cuối cùng, có thể cho chúng ta lựa chọn địa điểm khiêu chiến hay không. Ba tay tê mỉm cười nói, nội dung trong hải thần đảo các người tùy ý lựa chọn. Đường Tam không chút giò sự nói, chúng ta đây sẽ tập trung tại chân hải thần Sơn, ba ngày sau, mời tiền bối chỉ giáo ba tay tê mỉm cười vuốt cằm ba ngày sau ta tại hải thần sơn chờ các người thân ảnh màu đỏ phiên nhiên động đậy không thấy động tác của nàng như thế nào người đã sống như mây đỏ phiêu đãng mà lên trong khoảng khắc biến mất không thấy ba tái tây đi xối sư lê khắc lục quá nhiều trước lại một chút cũng không có cảm giác tinh thần buông lỏng ban đầu thông qua đệ ngũ khảo nhưng lại ba ngày sau sẽ gặp phải đệ lục khảo gian nan như thế bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ rằng ba tái tây chỉ sử dụng sáu cái hồn ký đầu tiên sẽ dễ đối phó phải biết rằng hồn lực của nàng vẫn là 99 cấp bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là kỹ năng sử dụng nắm trong tay dựa vào hồn lực vượt quá xa bọn họ cũng không phải bọn hắn là có thể dễ dàng đối phó